Bạn có biết dân Việt Nam mê tiền đến mức nào không? Nhiều hơn mức bạn nghĩ đấy. Mình có thể khẳng định là dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc mê tiền nhất trên thế giới. Và video này giải thích tại sao mình lại đưa ra kết luận như vậy, cũng như tác động của việc này đến tương lai của đất nước. Vào giờ này năm 2018, giữa tháng 6, mình vẫn còn đang chuẩn bị gói đồ để về Việt Nam. Mình về vì mình muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin và mình tin rằng Việt Nam với một thị trường hơn 90 triệu dân sẽ có nhiều cơ hội cho mình lăn lộn, thu thập kinh nghiệm phát triển sản phẩm hơn là một quốc gia phát triển yên bình với chưa đến 5 triệu dân. Khi trở về, mình trở nên tự do hơn trước đây vì không còn bị ràng buộc bởi các môn học ở trường đại học và cũng đã tích cóp được một khoản tiền để sống tự lập và tự mua được xe đi làm. Việc thoải mái như vậy giúp mình có thời gian tham gia vào các sự kiện kinh doanh, startup, gặp gỡ những người mới, thăm mọi người trong Spider Room. Và những chuyến đi đấy đã đưa mình đến với một thế giới khác và khiến mình nhận ra rằng mình nên đặt cược tương lai ở đây. Điều mình nhận ra và thuyết phục mình ở lại Việt Nam là người dân ở đây cực kỳ có máu làm ăn. Có lẽ máu làm ăn buôn bán của dân Việt Nam chỉ thua người Hoa. Khi mình gặp những người trẻ, mọi người đều nói về các cơ hội, về việc họ sẽ làm gì và kiếm ra bao nhiêu tiền. Trong những cộng đồng sinh viên quốc tế mình tiếp xúc, chưa bao giờ mình thấy ở đâu mà có nhiều sinh viên đi kiếm tiền online như người Việt. Trong khi sinh viên ở các quốc gia khác làm những việc khá là lành mạnh như là bồi bàn, tạp vụ, phục vụ ở siêu thị, dạy kèm ngoài giờ, v.v. thì sinh viên Việt Nam ngoài những công việc đó thì còn làm bán quần áo online, bán mỹ phẩm, chạy quảng cáo, quay phim, đóng phim, livestream quảng cáo sản phẩm, đào Bitcoin, làm hacker, viết luận văn thuê, v.v. Khi mình đi làm ở một công ty gia công, mình nhận thấy những anh làm lập trình trong công ty rất tháo vát, đúng gì cũng biết dù nó nằm ngoài chuyên môn của họ. Hỏi ra thì là do mức lương thấp nên các anh phải làm dự án bên ngoài, mà khi làm dự án bên ngoài thì các anh phải học thêm đủ thứ. Cho nên một lập trình viên mặc dù chỉ ghi chuyên môn là lập trình web, nhưng thực chất anh ta còn kiêm làm chatbot, làm mấy công cụ nhập liệu tự động, automated tool và blockchain. Còn sinh viên thì tự học về SEO để viết bài, đăng báo, học cách quản lý fanpage Facebook tăng tương tác. Lương quản lý một fanpage là khoảng 6 triệu đến 8 triệu trên một trang, quản lý 3 trang cùng lúc là coi như êm ấm lúc ra trường. Chúng ta hay phàn nàn rằng giới trẻ Việt Nam giờ toàn cắm đầu vào mạng xã hội, mà không ngờ rằng chính điều đó đã vô tình giúp tạo ra một thế hệ trẻ cực kỳ rành về thế giới số. Có thể nói, giá nhân công thấp và trình độ công nghệ cao hơn so với mặt bằng thế giới đã vô tình khuyến khích mọi người trở nên cực kỳ năng nổ trong việc kiếm tiền. Điều này càng dễ dàng hơn khi xã hội Việt Nam là một xã hội lộn xộn và lỏng lẻo trong việc quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, liệu đây có phải là điều tốt cho đất nước? Mình chia sẻ những câu chuyện sau cho các bạn tự ngẫm nghĩ. Bạn mình vô tình phải lòng một anh chàng lắm tài nhiều tật. Anh chàng này rất hiền lành tử tế và khiến bạn cảm thấy khâm phục vì tự dành dụm được tiền để mở được cửa hàng điện thoại riêng ở ngay giữa trung tâm thành phố, quê mình nằm sát Sài Gòn. Anh trước đây học bách khoa, là một trong những sinh viên thông minh nhất khoa, tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng cách anh gây dựng vốn nó chẳng liên quan gì đến ngành anh học cả. Do lúc đi học thấy chán nên anh đi hack tài khoản ngân hàng. Anh ta nhắm chọn những tài khoản ngân hàng có nhiều tiền. Mỗi ngày đều đặn các tài khoản đó sẽ tăng lên một chút vì tiền lãi. Anh ta hack và lấy mỗi tài khoản khoảng vài trăm đến vài nghìn đồng. Tất nhiên đó là việc làm phạm pháp và anh ta đã kịp dừng trước khi bị công an sờ gáy. Nhưng số tiền đó đủ để anh ta có vốn làm ăn. Anh ta cũng tự học hỏi tìm tòi và đầu tư xây một dàn máy đào Bitcoin khi mà đồng tiền này giá mới chỉ ở mức 3 chữ số. Để có dàn máy giá rẻ, anh đã phải tự liên lạc trên mạng tìm người bên Mỹ để tạo ra mạng lưới mua linh kiện sách tay Dell, HP chính hãng từ Mỹ về Việt Nam với giá bằng nửa giá mua ở trong nước. Mọi thứ đều làm trên mạng. Sau này anh mở cửa hàng điện thoại để có việc kinh doanh ổn định kèm với cho vay nặng lãi. Lần cuối gặp bạn mình, có vẻ bạn mình quá sợ vì bạn xuất thân nhà rất gia giáo mà đã chọn không tiếp tục quen anh nữa. Một tháng trước, mình có gọi hai thợ sửa máy lạnh đến sửa máy trong nhà. Trong lúc sửa máy lạnh, mình có nói chuyện hỏi han hai anh và hỏi các anh trước có làm nghề gì không. Thì hai anh chia sẻ rằng, lúc trước và hiện tại, các anh vẫn có nghề tay trái là chạy quảng cáo trên Google bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp dữ liệu bên Mỹ. Bạn hay nghe tin dữ liệu khách hàng bên Mỹ đôi lúc bị tin tặc tấn công và lấy cắp rồi chứ? Giờ bạn biết dữ liệu đó đi đâu rồi đấy. Chúng được đưa vào một chợ đen online. Hai anh này giống như là tà đạo trong giáo phái marketing số, digital marketing vậy. Hai ảnh tự học thế nào là marketing và làm cũng rất bài bản. Duy sự khác biệt giữa hai ảnh với tập đoàn lớn là nguồn tiền. Các anh kể mấy ảnh toàn khai thác lỗ hổng của Google để chạy chay, tức là quỵt tiền của Google. Khi Google phát hiện và khóa thẻ, khóa tài khoản, thì chiến dịch quảng cáo cũng gần xong rồi. Số tiền mấy ảnh dùng để bùng của Google mỗi ngày khoảng vài tỷ, có lúc lên hàng chục tỷ. Do đó, theo mình sau này tìm hiểu thì Việt Nam đang rơi vào danh sách đen của Google trong việc xử lý vấn nạn lừa đảo. Tình hình Facebook cũng không khá hơn. Một người bạn của mình làm cho một công ty bên Mỹ là đối tác cực kỳ thân cận với Facebook, chuyên hỗ trợ về phân tích thị trường cho gã khổng lồ mạng xã hội này.
Bạn này chia sẻ rằng Việt Nam là một trong những quốc gia nghiện mạng xã hội nhất trên thế giới, kiểu như mạng xã hội hay là Facebook là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày của người dân vậy. Tất cả số liệu đều cho thấy điều đó. Dựa trên số liệu từ tính năng Facebook Watch thì số giờ xem video trung bình hàng ngày ở Việt Nam là cao nhất, cao hơn cả khối nước nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Cũng theo Facebook Watch, Việt Nam là quốc gia hàng đầu trong việc đăng video lên Facebook, đi kèm theo đó là mật độ quảng cáo dày đặc thuộc hàng top thế giới. Việt Nam là một trong những nơi Facebook đang bị dùng sai mục đích nhiều nhất. Facebook đang được sử dụng như là một mặt bằng để mở cửa hàng online như Shopee, Lazada, trong khi đáng lẽ ra nó chỉ là một nơi để tương tác giống như một công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Việc mở các cửa hàng online đã tạo ra các hệ lụy như dưới đây. Các sự kiện được sắp xếp vào nhóm bất thường, ít xảy ra ở các thị trường khác lại xảy ra vô cùng thường xuyên ở Việt Nam, bao gồm số lượng tài khoản bị lấy cắp, số lượng tài khoản ảo, số lượng tài khoản bị báo cáo vi phạm, số lượng like và comment ảo, số lượng tương tác ảo. Điều này trùng khớp với trải nghiệm của mình, vì mình biết có những công ty bị đối thủ tạo tài khoản ảo vô chửi bới làm mất uy tín trên Facebook. Công ty đó đã phản công bằng cách mua cả nghìn tài khoản giả để tấn công lại, đồng thời liên tục tạo tương tác và bình luận tích cực trên fanpage của riêng mình. Thị trường chợ đen cho tài khoản ảo Facebook ở Việt Nam là cực kỳ sôi động, có lẽ không thua kém thị trường chứng khoán hay là nhà đất. Có lẽ chỉ duy ở Việt Nam là có đại lý bán sỉ tài khoản ảo và like, kiểu như 1 triệu đồng cho 10.000 like. Với việc sử dụng Facebook như cửa hàng online với tần suất dày đặc như thế, không ngạc nhiên khi mà Việt Nam là thị trường lớn thứ 7 của Facebook trên toàn cầu. Các nhân viên Facebook khi đọc các số liệu này đã phải thốt lên kiểu như rằng cái đám này nghiện Facebook CMNR. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến độ Facebook đã phải cử một nhóm điều tra đặc biệt từ London bay thẳng qua Việt Nam để tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đất nước này. Facebook trong thời gian vừa rồi đang rất nghiêm ngặt trong việc đảm bảo sản phẩm của mình không bị lạm dụng cho các mục đích xa rời mục tiêu ban đầu, và thị trường Việt Nam là một trong những mục tiêu lớn cần phải dẹp loạn của tập đoàn. Có thể nói, mình chưa thấy người dân nào mê tiền đến độ sáng tạo như vậy. Dường như mọi người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để kiếm chút tiền lời, bất chấp đạo đức và liêm sỉ. Hồi Tết, ví điện tử Momo cũng lao đao bị chửi trong sự kiện lì xì 12 con giáp. Theo đó thì Momo ra chính sách rằng ai sưu tập đủ 12 con giáp sẽ được thưởng một phần trong tổng giải thưởng 5 tỷ đồng. Theo quy định thì người chơi phải tham gia lắc xì để ra con giáp. Người chơi có thể chuyển con giáp cho nhau, và đến đây hẳn các bạn đã đoán được, người Việt Nam làm sao chấp nhận chuyển con giáp miễn phí. Ngay lập tức một mạng lưới mua bán con giáp đã được tạo ra với giá cả từ vài chục đến cả 100.000. Người mua kỳ vọng rằng họ ít nhất cũng phải được hưởng vài triệu trong tổng số tiền 5 tỷ đồng nên chịu chi vậy. Thị trường này phá vỡ các thuật toán dự báo của Momo, vốn không giới hạn số lượng người trúng được 12 con giáp, nên số người trúng thưởng tăng vọt và số tiền mỗi người nhận được chỉ vỏn vẹn 45.782 đồng. Ngay lập tức, ví điện tử này đã hứng chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp của các dân chơi. Tuy nhiên, mình không phải viết ra bài này để chỉ trích về đạo đức kinh doanh, bởi vì nếu Việt Nam trong mắt mình chỉ là quốc gia của những kẻ kinh doanh chộp giật đầu cơ thì mình đã không chọn ở lại. Điều khiến mình quyết định ở lại là vì người dân ở đây có quyết tâm tự vươn lên cao. Mình tin rằng những người này nếu được sự dẫn dắt đúng đắn và một sự giáo dục bài bản về việc kinh doanh thì nền kinh tế quốc gia sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa nhờ tài năng kinh doanh của những doanh nhân ngầm này. Khi mình viết bài và nói rằng Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế tư bản, nhiều người nghĩ rằng mình đang có ý nói xấu, mỉa mai, làm loạn. Nhưng họ không thấy rằng đó là một việc tốt. Thực sự cuộc sống của mình và những người mình quen biết đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều khi hàng loạt doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ra đời và kinh doanh thành công. Hàng hóa dồi dào và rẻ hơn, dịch vụ tốt hơn hẳn. Với số tiền 200.000 mỗi tháng, mình có internet cáp quang tốc độ nhanh gấp 3 lần gói cước 200.000 của 10 năm trước. Mình có thể mua hàng từ nước ngoài nhiều hơn, được hưởng các ưu đãi khi trả tiền qua ví Momo. Mình cũng thấy những sinh viên, người lao động nghèo có thêm cơ hội kiếm tiền khi chạy Grab, GoViet hay là Bi. Có ít thời gian rảnh và có thêm cơ hội kiếm tiền, con người bớt nhậu, bớt làm chuyện tào lao để tập trung đi kiếm tiền. Cuộc sống tốt hơn thì con người cũng tử tế với nhau hơn, các dịch vụ trở nên chu đáo hơn. Có thể nói, chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng ở Việt Nam đã thay đổi cực kỳ mạnh trong 5 năm qua. Nó cho thấy sự phát triển rất mạnh của hệ thống thông tin cũng như trình độ quản lý trong nước. Hàng hóa ngày càng đa dạng và dịch vụ bảo hành cũng rất uy tín. Thậm chí có cả dịch vụ mua hàng từ nước ngoài trên Tiki hay FPT Shop để bạn mua hàng từ Amazon. Có thể nói, chất lượng dịch vụ bán lẻ ở Việt Nam đang tốt hơn một vài nước phát triển như Úc, Đông Âu, ngang với nhiều nước Tây Âu hay Bắc Mỹ. Nhìn rộng ra, các startup lứa sau của Việt Nam cũng có chất lượng tốt hơn hẳn các startup thời mới bùng nổ năm 2012-2013. Các startup sau này làm việc có quy củ hơn và thu hút được nhiều người tài giỏi hơn. Mình biết ở Sài Gòn có những startup của người Việt thuê rất nhiều người nước ngoài làm. Họ đủ khả năng tài chính để chi trả lương 3.000-4.000 USD cho những người nước ngoài. Điều đó là một tín hiệu vô cùng tốt cho thấy người Việt Nam đã đủ giỏi để làm ra sản phẩm chất lượng cao, mang lại doanh số đến mức họ đủ trả mức lương hấp dẫn người giỏi ở nước ngoài đến. Những người nước ngoài này họ đến Việt Nam không phải để làm việc dạy tiếng Anh nhàn hạ hay vì công ty mẹ cử đến. Họ tự chọn ở lại Việt Nam vì họ thấy ở đây có cơ hội phát triển. Họ không phải mấy người trình độ kém.
họ là dân tốt nghiệp đại học đến từ Tây Âu, có người có 2 bằng đại học, họ là kỹ sư, là chuyên gia tài chính, và những người thông minh đó đã chọn ở lại Việt Nam. Đóng góp cho sự bùng nổ này chính là sự thay đổi lớn trong thái độ kinh doanh của mọi người. Các hoạt động kinh doanh của Việt Nam cũng ngày càng quan tâm đến cộng đồng hơn. Mình rất ấn tượng khi ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp mới mọc lên và kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều đó cho thấy giới trẻ ngày càng biết nghĩ hơn cho người khác và muốn đóng góp xây dựng vào nơi họ sống. Nếu bạn muốn thử thách bản thân xem liệu bạn có thực sự giỏi như bạn nghĩ và liệu bạn có phải là một người có ích, bạn có thể về nước và tìm cách khai thác tối đa máu kinh doanh mê tiền của người Việt, thay đổi nguồn năng lượng ấy, không cho nó dồn vào những mục tiêu nông cạn ích kỷ, mà dồn nó vào những mục đích tốt đẹp hơn, có giá trị hơn cho cộng đồng. Mình đã thấy những sự thay đổi tốt đẹp và đã đánh cược tương lai của mình ở Việt Nam. Có thể sau vài năm nữa mình sẽ đổi ý, có thể mình sẽ hối hận, nhưng hiện giờ là không. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderum.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.